Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Ở trong video lần trước, mình đã giới thiệu cho các bạn một mẫu màn hình đến từ LG có mức giá từ 8 đến 9 triệu đồng. Đây là mức giá tương đối cao so với mặt bằng chung thu nhập của đại đa số những người tiêu dùng dùng màn hình. Thế nên ở trong video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu màn hình LG khác có mức giá nó chỉ bằng một nửa thôi, từ 3 đến 4 triệu đồng. Thì đây là màn hình LG 24MP88. Đầu tiên thì mình sẽ nói sơ qua một chút về phần thiết kế. Đây là chân đế arc light theo như LG có quảng cáo thì nó sẽ kiểu uốn cong như này. Thì với chân đế uốn cong này thì các bạn sẽ để nhiều đồ đạc hơn, và với cái chân đế này nó sẽ vô cùng chắc chắn, bởi vì các bạn việc di đi di lại nó sẽ hơi khó khăn một chút, bởi vì ở dưới đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 phít cao su để giữ các màn hình chắc chắn. Thì ở đằng sau đó chính là một cái, nói chung là toàn màu trắng thôi, nó trắng tinh khôi luôn, nó trắng tinh khiết và trắng bóng luôn. Và ở giữa chúng ta sẽ có chỗ để lắp đặt các mẫu mini PC. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về phần màn hình. Ở phần mặt trước đây các bạn đã thấy được, đây là màn hình có kích thước 24 inch, bởi vì tên của nó là 24 mà. Thì đây là màn hình Full HD IPS. Thì khi mình đo đạc ấy thì chất lượng hiển thị của nó đạt 99% giải màu sRGB. Thì với cái màn hình này các bạn hoàn toàn có thể làm công việc văn phòng kiểu Word, Excel cực kỳ đơn giản, và ngoài ra nữa các bạn vẫn có thể làm được các cái công việc liên quan đến Photoshop nhẹ nhàng. Và ở đây nhá, như các bạn thường thấy các mẫu màn hình thông dụng ấy, nó chỉ có 3 cạnh viền mỏng thôi. Đây 1, 2, 3 cạnh mỏng, và cạnh dưới nó rất dày. Thế nhưng với việc logo được đặt ở bên dưới này thì bên cạnh này chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 cạnh mỏng đều luôn, gần như các mẫu màn hình khác trên thị trường nó sẽ không có được cái tính năng này. Bây giờ thì mình sẽ đề cập những tính năng hữu ích mà LG đã trang bị trên cái mẫu màn hình này. Khởi động là tính năng bảo vệ mắt bằng cách giảm mức nháy màn hình xuống mức tối thiểu và loại bỏ ánh sáng xanh gây hại. Tính năng Flicker Safe và Reader Mode sẽ giúp bạn thoải mái làm việc mà không sợ bị ảnh hưởng các vấn đề liên quan tới mắt. Chìm đắm vào thế giới game với tính năng Black Stabilizer giúp làm sáng ngay cả những vùng tối nhất. Các bạn cứ thử tưởng tượng này, chơi các tựa game mà chơi các mẫu màn hình khác cùng tầm giá thôi, thì khi mà vào vùng tối ấy, hoặc những vùng mà kiểu là ánh sáng nó không rọi tới ấy, thì trông nó sẽ tối om om luôn, bạn không thể nhìn thấy gì cả. Tuy nhiên với tính năng Black Stabilizer trên mẫu màn hình LG này thì những cái vùng tối nó được đẩy sáng cao hơn, qua đó giúp các bạn chơi game nó ăn gian hơn một tí đấy, nói nhỏ một chút, bật mí một tí. Và hơn nữa, hãy thoải mái tận hưởng âm thanh trung thực và sống động trên nền tảng Mac Audio. Nói chung là hơi hoa mỹ một tí, bởi vì cái mẫu màn hình này được trang bị hai loa, hai loa đặt ở hai bên với công suất 5W thì tổng công suất là 10W. Và hơn nữa thì LG đã trang bị phần mềm on-screen control cho các bạn tự do lựa chọn cài đặt màn hình phù hợp trong 14 chế độ tùy chọn có sẵn, được tích hợp ở ngay ở trên màn hình, giúp các bạn có thể tối ưu hóa được cái trải nghiệm sử dụng hay những tính năng xử lý đa nhiệm Windows hay không gian làm việc. Thì với tính năng tách màn hình ấy thì các bạn hoàn toàn có thể chia cái mẫu màn hình ra thành nhiều cửa sổ khác nhau để phục vụ cho công việc. Chế độ PIP tích hợp sẵn vừa giúp bạn có thể làm việc và vừa giúp bạn có thể xem video trên cùng một cửa sổ nhỏ ở trên màn hình. Có lẽ đây sẽ là một tính năng mà gần như rất ít người để ý, đó chính là tăng cường khả năng nhận biết màu sắc. Bởi vì với thuật toán mới được bổ sung thì giờ đây những người mù màu hay nhận biết kém về màu sắc có thể yên tâm trong việc phân biệt các màu sắc dễ dàng và vấn mắc cái nội dung quan trọng. Thì các bạn tưởng tượng này, có thể những người như mình và các bạn nhìn màu hoàn toàn bình thường thì nhận biết tất cả các màu đều ok. Thế nhưng có một số bạn bị mù một số màu như kiểu mù màu xanh, mù màu vàng, thì với cái màn hình này nó có một số các tùy chỉnh sao những người dùng đấy có thể nhận biết màu sắc một cách tốt hơn. Cuối cùng sẽ là về mặt cổng kết nối, thì ở đằng sau các bạn sẽ có hai cổng HDMI và cổng D-SAP hay bọn nôm na cổng VGA, cùng với đó là jack audio combo để các bạn có thể là cắm luôn vào màn hình và nghe luôn, thế nhạch đỡ phải cú xuống mà cắm vỏ cây. Và theo như mình thấy, với mức giá chỉ khoảng 3 đến 4 triệu các bạn sẽ có một mẫu màn hình 24 inch, màn hình Full HD tấm nền IPS có chất lượng hiển thị tương đối tốt và 4 cạnh viền cực kỳ mỏng mà không có mẫu màn hình nào khác trên thị trường có thể có trong tầm giá đấy nhá. Còn tầm giá hơn thì đương nhiên sẽ có rồi. Thì đường link của sản phẩm sẽ để ngay dưới phần mô tả video, và nếu như bạn quan tâm thì có thể click vào. Đừng quên bấm like, share như subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ bất kỳ một video clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.